xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách mới, đó chính là đây là gạo và đây là cái nồi và đây là chai nước mía. Đấy, bây giờ mình sẽ làm thử thách là nấu cơm bằng nước mía cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ đổ gạo vào đây. Đấy. Mình sẽ vò gạo đi, nó sạch gạo đi. Đấy. Đấy. Lên. Đấy. Đấy. Ok. Đấy. Ok đấy, đây là gạo đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đây mình sẽ cho nước mía vào. Đấy. Đấy. Nước mía nha. Đấy. Rồi. Như thế là đã xong công tác vo gạo rồi đấy. Đó. Đây mình sẽ cho lên bếp. Đó. Bạn nhớ nha, đây là nồi đất nha. Đó. Mình sẽ bật bếp. Đó. Đấy. Ở đây à, bắt đầu làm đủ đấy. Đây là bằng nồi đất nha. Đó. Bạn cùng xem nhé. Đây, các bạn nhìn này, đã sủi rồi đấy. Đấy. Đây là cơm nấu với nước mía này. Đã sủi rồi đấy. Cơm nấu nước mía rồi là đã sủi rồi đấy. Okay, các bạn, bây giờ là cơm đã chín rồi đấy. Bây giờ mình sẽ múc ra cho các bạn xem nhé. Đấy, chín rồi này. Thơm quá, mùi rất là thơm. Okay, mình sẽ thử như thế nào. Wow. Thơm ngon đấy. Các bạn nhìn thấy không? Cơm rất là vàng và mịn. Đấy. Mùi nó rất là thơm. Rồi, mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Thơm ngon lắm. Nhớ nhá, bạn nào mà muốn ăn cơm ngon thì hãy làm món này nha, rất là ngon. Nước mía cho vào nấu cơm, cơm sẽ có mùi như mùi mật, rất là ngon. Chúc các bạn có một bữa cơm ngon miệng nha. Ngon quá. Ok, video của mình đến đây là hết. Bạn nào thấy video của mình hay thì đóng góp vào mình ý kiến ở bên dưới. Bạn nào có ý tưởng hay không, có mình ở bên dưới mình sẽ làm cho các bạn xem. Ok, xin chào các bạn, đến đây là hết.
ngon quá.